Alo anh Bin, anh Bin. Cái gì ám hoài trời, tao với thằng Băng đang đi vô bệnh viện khám cái vụ lao phổi lây mày hôm trước nè. Trời ơi, khám chi nữa, đã cái hồ sơ bên này á, bệnh viện đưa cho em là bị bệnh lao phổi. Lộn cái hồ sơ của ông nội đâu cũng tên Đạt nữa, em không có bị bệnh lao phổi. Có chắc ăn không cha? Chắc ăn 100%, đã hồ sơ nó là ràng trời ràng trước mắt rồi, có bị bệnh đâu. Em sẵn hôm qua em trả cho anh 2 triệu luôn à, bữa hôm kia tự nhiên hai cha chạy về mất tiêu. Chứ mày bị lao phổi rồi, tao sợ lây không về. Anh yên tâm đi, đã hồ sơ nó rõ ràng trước mắt rồi, em không có lao phổi đâu. Vậy trong vòng có chừng 5 phút anh Dương Tăng lại quán cũ đi em đợi. Ha. Ăn rồi yên tâm đi, em mừng muốn chết này, quần lại uống cà phê mừng nha. Rồi ok anh. Trời, hai cha trời nắng chang chang mà hai cha mặc áo mưa là sao trời? Nắng cái gì ông ơi, sợ lây không? Hai thằng đi mua cái áo mưa y tế không được, tao mua cái áo mưa phương tiện tao mặc vô cho chắc ăn không ăn trời ơi. Hai cha ơi cha, nè cái sổ khám bệnh người ta đưa lộn, ông nội đó ông tên Đạt chắc rồi đây, thậm chí nè tôi có chụp hình phổi luôn nè, đây lá phổi của tôi nè, hồ sơ nó coi sao phải. Đây lá phổi của tôi nè, mày đưa gần tao quá, mày đưa xa. Ừ, cái phổi này không giống phổi bơ hổm ơi, phổi bơ hổm lủng như cái rổ vậy nè nè coi. Ừ có đi hai à. cha này làm kỳ thị quá chứ, kỳ thị đã người ta nói lộn hồ sơ mà hai cha kỳ thị quá, tao nóng quá tao chịu hết nổi rồi. Chụp X quang là người ta nói là có phổi tốt nè, ông nội kia lộn hồ sơ phải không? Lần này là chắc ăn không? Chắc ăn rồi yên tâm đi, dùng đi này dùng đi, bây giờ phải cẩn thận, bây giờ nó ăn một lần là nó lây mình rồi, coi lại cái đuôi cho ăn luôn. Trời gắt luôn nè, té luôn đi, thấy tao nóng quá rồi, đổ mồ hôi vô nè, tại mày không á. Rồi hai người có uống nước gì không? Cà phê luôn đi, rồi cuối cùng là không phải mày đâu. Không phải, bác sĩ người ta đưa lộn hồ sơ, còn cái này là cái phổi của tôi nè, tốt. Rồi. Cái này đẹp hơn hôm trước anh Bình rồi. Rồi. Đã hồ sơ người ta đưa lộn, có bị bệnh gì đâu mà bà cha này kỳ thị đeo khẩu trang làm gì trời. Thì cũng phải sợ chứ, cũng phải lo lắng chứ. Đó hồ sơ người ta gõ gàng vậy rồi đeo gì nữa. Sao mày không lộn đi uống cà phê, đeo khẩu trang gì hoài trời. Lộn đi để cho nó vui, lộn cho nó vui thôi. Đó. Anh yên tâm đi, đừng có sợ, viêm phổi em cũng không bị, mà Covid em xét nghiệm rồi hết rồi. Okay. Bệnh tình thương mến thương nè. Ok. Nãy tao sáng tới giờ là hai thằng tao lo đi khám ở bệnh viện. Nó kêu á là đợi nửa tiếng nữa lấy cái kết quả test xong nó mới cho vô khám. Là vừa nghe mày gọi là hai thằng chạy đi chưa lấy kết quả test Covid gì luôn. Tại vì nó báo mình test nó bây giờ mình vô khám cái này. Bây giờ là hồ sơ của em đã bị gì đâu, yên tâm rồi. Ôi mình được rồi, ngồi uống cà phê đi, bữa nay là ăn mình chơi lớn luôn. Rồi ok, vậy là được. Đăng, bữa hôm nay vui lắm. Chỉ kêu em Vin ra này nè, trả 2 triệu. Sẵn mời hai người đi nhậu ăn mừng luôn. Tiền bữa giờ còn luôn hả? Còn. Đó tưởng đâu xảy ra chứ. Em. Hai người yên tâm đi. Tôi không còn bị bệnh gì nữa đâu. Đây là bao với mày có cái thùng tiền không? Không, đã bao rồi. Okay. Bao, yên tâm. Bây giờ mình hòm hơn, mình đi lại lậu dê đi. Ha. Sao được lậu dê đâu? Lậu dê đấy nè, gần kế bên nè. Ăn quá luôn á. Ok. Mà chắc ăn là mày trả tiền cho tao, nhưng mà tao với mày không có hùng đúng không? Không có hùng. Em ăn tiền thế đó. Bữa nay là bao, tại ăn mừng không còn bị bệnh như mà. Rồi. Đây gọi trời. Alo. Đúng rồi, tôi cần. Hồ sơ của tôi bây giờ tốt rồi. Hết tiền. Làm sao anh, là sao? Hỏi rồi này kia mà đâu đây, có còn bị đâu. À, tôi đang ở quán cà phê gần trường học nè. À, kế bên bệnh viện luôn. À, anh chạy qua đi. Rồi, ok. Cái gì vậy? Ông nào bên bệnh viện, ông gọi, ông kêu kiếm đưa gì, giấy test gì nãy cũng hơn mình bên bệnh viện á. Cái tỏi trong bàn này ai là anh Tăng Vinh Cường? Tôi nè, đây. Hồi nãy anh bên bệnh viện mới gọi qua đúng không? Đúng rồi, tôi đề nghị mà anh đeo khẩu trang như đây nè. Ủa gì đeo khẩu trang chứ, nó bị gì đâu? Cũng một phê đeo khẩu trang gì trời. Mấy anh là test trong bệnh viện là nửa tiếng đồng hồ mới kêu mấy anh được đi ra ngoài. Mà bây giờ mấy anh đi ra ngoài lung tung gì đâu có được. Mấy anh đã dương tính với Covid-19 này nè. Chết mẹ không? Dương tính gì? Tao với mày qua giờ có bị di chứng gì đâu, dương tính trời. Tôi đề nghị là mấy anh là chuẩn bị đồ đạc đây, bây giờ kết quả đã có nè. Đó, anh Tăng nè, anh Cường nè.
Chết cha rồi. Từ đây nghĩ mà anh chuẩn bị đồ đạc rồi, để chuẩn bị mình đi cách ly đi. Còn anh nè, nãy giờ uống cà phê với hai này phải không? Dạ đúng rồi. Đó, hai người này bị F0 mà anh cũng bị F1 rồi. Rồi, anh chuẩn bị giờ khai báo y tế cho phường xã gì mình đi nha. Rồi, thôi rồi. Gặp đi hai cha này. Chúc mày. Ê, hai tao đi trước, mày đâu biết hay sao nha. Đi về. Hẹn gặp lại bạn trong khu cách ly nha. Ờ, ông nội. Mới hết bệnh gặp hai cha này nữa, chờ chết luôn rồi. Bệnh viện mới báo lộn hồ sơ, không có bị lao phổi, mừng muốn chết bà luôn. Người mới bị mắc Covid, mới vừa hết mừng chết mẹ luôn. Tự nhiên mời hai cha nội này đi uống cà phê để cho dính Covid lại. Nguyên năm chưa hết bị bệnh này, tới bị bệnh khác dính lại thêm Covid nữa. Trời ơi là trời, xui, nguyên năm xui đen đủ luôn. Làm không ra tiền mà bị bệnh hoài.